Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sang mời các bạn cùng Sang đi đến một nơi này với Sang nha. Đó, bây giờ Sang đang đứng ở đây cũng là cái chỗ mà quen thuộc ha các bạn ha, trung tâm nước Bỉ, Brussels. Và Sang hôm nay Sang đi vô trong cái tiệm này là một cái tiệm mời các bạn theo chân Sang vô đây ha. Trời đang mưa này, cái này là mưa mưa tuyết đó các bạn. Hôm nay có 1 độ mà, và buổi tối thì nhiệt độ xuống là trừ trừ chỗ mình đấy, tùy từng từng chỗ, chỗ mình là trừ 3 độ lận. Tuần này vẫn đang còn lạnh. Mình sẽ đi vô cái tiệm này đây ạ. Đây ha, tiệm pharmacy ha. Cái tiệm mà Sang muốn giới thiệu với các bạn đây là tiệm thuốc tây á các bạn. Tiệm thuốc tây ở Bỉ á, thì có đặc biệt một cái là mình có thể mình vô trong đó mình lựa đồ y như một cái siêu thị vậy đó các bạn. Mời các bạn cùng sang vào trong ha. Khử trùng tay ở đây. Tiệm này gọi là tiệm, ở đây gọi là tiệm thuốc tây á mà các bạn. Đó, trong đây là bán rất là nhiều đồ dùng. Cái này thì bên phía mà cái này là mấy cái đó, mấy cái vết thương bị nóng bị đau ở chỗ này thì có cái loại gel này để bôi vô để làm giảm đau á. Vậy đó, cho các bạn xem ha. Còn cái này là mấy cái gạc băng là các bạn biết rồi ha. Ở trong cái tiệm này á, thì trong cái tiệm này thì nó giống như là một cái tiệm siêu thị lớn vậy đó. Đó, rất là nhiều đồ, rất là nhiều mặt hàng luôn, mà toàn là về y tế không à. Ngày trước á, lúc mà Sang mổ cái tay á, Sang phải mua xong mua cái này nè, Sang đeo nè, rất là mắc đó, giá của nó đây ha. Nhưng mà cái của Sang Sang mua á, là nó có 2 cái cây nẹp nữa, cho nên giá của nó là 70 euro chứ không phải là cái này đâu. Cái này là rẻ rồi đó, cái của Sang mua mắc hơn. Còn bây giờ khi mà mổ xong rồi thì bây giờ Sang không có đeo cái này nữa. Cái này nó có cây sắt ở trong này là nó mắc lắm. Có cây sắt trong này, nhưng mà giờ Sang đeo cái loại mà gần giống như vậy nè. Đó. Đấy, ở đây thì về mấy cái này ha, còn bên đây nè, đó. Đây Sang cho các bạn xem về cái tiệm thuốc tây ở Bỉ. Và đây cũng có bán cả kem nha các bạn. Cả kem bôi da á. Sang thì thường xài kem ở bên ở trong này không à. Còn đây là vitamin ha các bạn ha. Đó, cái chỗ mấy chỗ này là vitamin. Đó, đây cũng là vitamin luôn ha. Ở trong này á, người ta bán cả sữa cho bebê á. Còn đây là những cái mặt hàng mà những người nào bị allergy hay gì đó, nó có đặc biệt riêng một chỗ. Và đó, đây là cái chai nước khử trùng nhà nhá, Nettoyer nhà, lau nhà quên.
Còn đây là cái phần mà sữa cho trẻ em này. Cái sữa này thì dành cho những em bé mà bị dị ứng không, hoặc là không uống được cái sữa ngoài kia thì uống ở trong đây ha. Và cái sữa này thì dành cho mà trẻ em mà mới sinh á, những em bé mới sinh này, thì nó có một cộng số 1 như vậy, là giống như là mới sinh ra là có thể người mẹ chưa có kịp sữa, chưa có sữa kịp thì có thể uống ở đây. Tiệm này lớn lắm luôn ạ. Còn ở bên phía bên này là có mấy người đứng ở đó rồi. Bây giờ Sang đi qua đây để Sang quay bên này cho các bạn xem cái chỗ mà đây ha. Đây là những cái mà xà bông tắm rồi sữa tắm rồi kem bôi này kia cho em bé đó. Ngày xưa con của Sang toàn là xài những cái hiệu này không ạ? Mutella này. Mấy cái hiệu này xài rất là tốt. Da em bé nó không có bị dị ứng, không bị mẩn đỏ lên á. Con nít ở đây nếu mà săn nó tốn tiền lắm ạ. Đây ha, bàn chải đánh răng này, cái chỗ ở trong này ha các bạn ha. Và Sang đi vô vấn đề chính đi. Sang đi mua kem mà của Sang xài á. Ở trong này á, họ bán luôn cả dầu gội rồi chống rụng tóc rồi. Hoặc là người nào bị dị ứng da có thể vô đây mua, hoặc là mình bị bệnh á, mình có cái toa thuốc của bác sĩ á, mình có toa thuốc của bác sĩ thì mình có thể là mang cái toa thuốc cái vô đây rồi đưa cho nhân viên ở ngoài quầy á, thì họ lấy thuốc cho mình á. Nhưng mà với điều kiện là phải có toa thuốc người ta mới bán cho mình nha. Còn những cái mà mặt hàng bình thường, ví dụ như là bác như mấy cái này thì mình có thể mình tự chọn được không? Đây là những cái mà collagen này. Collagen gì đây? À, collagen dành cho da đó các bạn ha. Đó, còn bên phía bên này là về mỹ phẩm rồi. Đó, sữa rửa mặt rồi nước hoa hồng, nói chung là các kiểu ở đây ha. Sang thì không có xài đồ hiệu đâu. Sang xài mấy cái loại bình dân ở trong này thôi à. Và đây cũng là một cái điều mà Sang thích nhất ở Bỉ. Sang muốn giới thiệu với các bạn thôi. Một tiệm thuốc tây mà mình có thể vô đó mình lựa chọn nào là kem, sữa tắm hoặc là dầu gội đầu, bất kể cái thứ gì về liên quan về tới y tế hoặc là khử trùng hay gì đó, mình có thể vô đây mình lựa chọn. Sang thích một cái điều là ở trong tiệm thuốc tây này họ làm như thế cho mình như vậy được ạ. Ở đây thì còn rất là nhiều mặt hàng khác mà Sang vẫn chưa có giới thiệu hết cho các bạn. Nếu mà Sang để hết lên nữa thì nó sẽ rất là dài luôn á. Sang chỉ quay sơ sơ như thế cho mọi người cùng biết á. À, đây là mấy cái kem mà Sang xài đây nè. Đó, chống nắng. Vậy ha. Có vậy thôi. Bây giờ Sang đi ra tính tiền đây. À,
Ở đây có một điều là Sang muốn nói với các bạn nữa là cái tiệm thuốc tây này nè, nó có và bán cả nước hoa nữa ha các bạn ha. Và cả son môi, mỹ phẩm, kẻ mắt, châm mày, châm mi này có hết luôn đó các bạn. Giống như chỗ Sang đang đứng đây nè, có nguyên một cái tủ lạnh bán nước luôn, nhưng mà nước này của họ không phải là nước giống như ở ngoài kia đâu. Nước này là nước nước về làm đẹp á, người ta uống để cho nó đẹp da ra hả các bạn. Người quay phim của Sang thấy cái cô tính tiền này xinh đẹp quá cho nên quay cô ấy hoài luôn đó các bạn. Đó bây giờ Sang tính tiền xong rồi và bây giờ Sang đi ra ngoài đây này. Mình đi vô một hướng và mình đi ra là một hướng ha các bạn ha. Đó video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Sang đi nở cuộc sống biển.